Khi mà mùa hè đến thì chúng ta rất là lo lắng là sẽ bị đen sạm này, bị tối da này và ảnh hưởng đến làn da của chúng ta. Thật ra thì có rất là nhiều bộ quần áo chống nắng trên thị trường, nhưng mà không phải bộ quần áo chống nắng nào cũng sẽ bảo vệ toàn diện cho làn da của chúng ta đâu. Karina đã nghiên cứu và cho ra dòng sản phẩm áo choàng chống nắng của Karina, và dòng này là dòng hai lớp sẽ bảo vệ tuyệt đối cho làn da của chúng ta từ trên đầu cho tới xuống dưới chân. Tại sao mà Phương lại nói như thế đúng không nào? Chất liệu mà làm nên cái áo choàng chống nắng này của Karina ấy, đó là chất liệu Ecun của Nhật Bản, co giãn 4 chiều. Ngoài ra thì có bộ UPF chống nắng là 50 cộng, sẽ bảo vệ cho chúng ta trên 97% của tia cực tím chiếu vào. Ngoài ra thì mọi người có thể thấy là ngay bên eo đây sẽ có hai lớp lưới thông khí giúp cho chúng ta thoải mái hơn, mát lạnh hơn trong mùa hè. Và choàng chống nắng này của Karina ấy thì sẽ có rất là nhiều những màu sắc để mọi người lựa chọn. Ở trên người Phương đây là một cái màu cực kỳ hợp với mọi loại da, đó là màu xanh ngọc. Nếu mà mọi người muốn lựa chọn thêm nhiều những màu sắc khác thì mọi người hãy truy cập ngay vào fanpage của Karina nhé. Áo chống nắng Karina nổi trội với chất liệu chống nắng chuyên dụng từ vải Ecun Nhật Bản, làm mát và co giãn 4 chiều, mềm mại, thoáng khí với chỉ số UVF lên đến 50 cộng và ngăn chặn UV hiệu quả lên tới 97% và loại bỏ các tác nhân gây xấu từ môi trường gây tổn thương cho da, được Viện Dệt May Việt Nam kiểm nghiệm và xác nhận. Đặc biệt, vải Ecun thun lạnh có thành phần làm mát, giúp cho người mặc có cảm giác thoáng mát và dễ chịu khi di chuyển ngoài trời nắng. Với thiết kế hai lớp giúp cảm nắng tuyệt đối, các chị em có thể yên tâm ra đường mà không cần lo ngại gì về ảnh hưởng nữa nha. Với thời tiết nắng nóng thì nỗi lo đổ mồ hôi là không thể nào không nhắc tới, nhưng với chiếc áo choàng liền chống nắng Karina thì bạn hoàn toàn có thể dẹp bỏ lo lắng đó với thiết kế lưới thoáng khí ở dưới nách giúp thông hơi và làm mát cơ thể tức thì. Thiết kế váy liền áo giúp bảo vệ toàn diện, che chắn tuyệt đối từ đầu đến chân và dài vừa đủ để che kín phần chân, lại có xẻ tà giúp thuận tiện cho các chị em đi xe máy. Một điểm mạnh của chiếc áo chống nắng hai lớp Karina đó là thiết kế mặt nạ liền với áo, vừa giúp che chắn tuyệt đối cho vùng cổ, đồng thời có thể thay thế khẩu trang cho các chị em nhà mình luôn đó ạ. Tay áo xỏ ngón tiện lợi cho việc đi xe máy, che chắn tuyệt đối, thay thế cho găng tay và có hai nấc giúp cho bạn có thể điều chỉnh tùy ý theo độ dài ngắn của tay. Karina luôn phát huy thiết kế hữu dụng, đa tính năng với thiết kế túi trong sâu và rộng bảo mật cho tài sản quý giá của mình và hai túi ngoài có khóa kéo cho các nàng thoải mái đựng cả thế giới bên trong rồi nha. Và đương nhiên dù là dòng áo nào thì Karina cũng luôn thiết kế đầy đủ size cho mọi phong dáng. Áo này thì có đầy đủ size từ S cho đến 3XL, dành cho những người từ 40kg cho đến 75kg. Giá thì cũng cực kỳ ưu đãi, giá gốc là 989.000 đồng trên một chiếc áo choàng chống nắng hai lớp này. Nhưng mà trong video này sẽ sale chỉ còn 590.000 đồng thôi, vô cùng ưu đãi đúng không nào? Nếu mà mọi người đã ưng nó thì hãy lập tức để lại comment đặt hàng nhé. Chúng ta mua từ một chiếc áo là đã được free ship rồi, được kiểm tra hàng trước khi quyết định mua hay không.